Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài 4 của chương số 3. Vậy thì đầu tiên cô và các bạn sẽ cùng nhìn vào phần từ mới nhé. A. Listen, point and say. Hôm nay thì chúng mình học về 5 tính từ nhưng mà ở dạng so sánh, có nghĩa là cao hơn, thấp hơn, hoặc là to hơn, nhỏ hơn, gầy hơn, đúng không nào? Vậy thì chúng ta nhớ cho cô là đằng sau những cái tính từ so sánh đối với những tính từ ngắn, có nghĩa là những tính từ có một âm tiết thì chúng ta sẽ thêm đuôi er ở đằng sau, đúng không nào? Đây, các bạn nhìn thấy toàn bộ 5 từ này đều có đuôi er ở đằng sau, được chưa? Vậy thì khi mà chúng mình chuyển sang tính từ ở dạng so sánh mà tính từ đó là tính từ ngắn, có nghĩa là tính từ có một âm tiết, thì chúng ta chỉ việc thêm chữ er ở đằng đuôi cho cô thôi nhé. Bây giờ các bạn cùng đọc này. One, taller. Chúng mình có tall là cao, vậy thì cao hơn thì sẽ là taller. Two, shorter. Thấp thì sẽ là short, và thấp hơn thì sẽ là shorter. Three, bigger. Có to thì là big, to hơn thì sẽ là bigger. Four, smaller. Mình có nhỏ thì là small, và nhỏ hơn thì sẽ là smaller. Five, thinner. Mình có gầy đúng không nào thì sẽ là thin, và gầy hơn thì sẽ là thinner. Được rồi, vậy thì các bạn chỉ nhớ cho cô là hôm nay chúng ta học về 5 tính từ ở dạng so sánh hơn, có nghĩa là to hơn hoặc là nhỏ hơn, vân vân, đúng không nào? Vậy thì bây giờ các bạn sẽ chuyển qua phần luyện tập nghe để chúng ta nghe cấu trúc B, bài ngày hôm nay. One. Listen and read. The family are helping Alfie find a costume. Is my old costume okay, Alfie? Oh no, Lucy! You're taller than me! Rồi, thì cô chỉ bật mẫu cho các bạn cái đoạn nghe đầu tiên thôi. Về nhà chúng ta sẽ nghe đầy đủ cái bài này và nhìn vào hết 4 cái đoạn hội thoại ở phía sau và các bạn sẽ đọc theo cho cô nhé. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần luyện tập nghe. B. 2. Listen and circle. Nghe này. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. Is my old costume okay, Alfie? Oh no, Lucy! You're taller than me! Can you see the circle? This is an example. Now listen and circle. 2. Alfie, Alfie, take this one. Thanks, Alex. But you're smaller than me. Smaller yeah! than you? Yes, Alex. You're smaller. 3. Here's my mom's old costume. No, your mom is thinner than me. Yeah! 4. What about Dad? Mr. Sam is bigger than me. It's okay, yeah! Tom. Let's go. Rồi, vậy thì cô và các bạn đã cùng vừa nghe và vừa làm bài này rồi. Về nhà chúng ta có thể nghe lại nhiều lần để luyện tập lại kỹ năng nghe và làm lại bài này. Được chưa nào? Bây giờ chuyển qua phần cấu trúc câu của bài ngày hôm nay. C. Listen, then practice. Nghe trước nhé. You're taller than me. He's shorter than me. You're taller than me. He's shorter than me. Hôm nay thì mình có cấu trúc câu so sánh là ví dụ như là bạn thì cao hơn tôi, hay là anh ấy thì thấp hơn tôi, hoặc là tôi thì cao hơn bạn. Bây giờ chúng ta nhìn vào câu cho cô này. Cấu trúc câu so sánh với tính từ ngắn ở dạng so sánh hơn, chúng ta có cấu trúc câu sau đây. Đầu tiên, chủ ngữ thứ nhất. Trong câu này cô sẽ phân tích cho các bạn. You. Đằng sau là một động từ to be của cô đã được chia. Vậy thì chủ ngữ you thì đằng sau động từ to be của cô ở thì hiện tại thì sẽ là are. Sau đó thì là một tính từ ở dạng so sánh, có nghĩa là tính từ có đuôi are. Sau đó thì không thể thiếu trong câu so sánh là từ than. Hơn, đúng không?
Trong câu so sánh thì không thể thiếu là ví dụ bạn cao hơn tôi, đúng không nào? Không thể thiếu từ này, bắt buộc phải có. Và thứ hai đó là tân ngữ cuối cùng, cô có tân ngữ ở cuối cùng. Rồi, vậy thì theo cấu trúc câu này chúng ta có thể thay thế bất kỳ ai vào đây. Ví dụ như cô muốn thay thế là bố tôi thì cao hơn mẹ tôi chẳng hạn, đúng không? Cô sẽ thay thế nhá. Đầu tiên này, bố tôi, chủ ngữ của cô thứ nhất sẽ là my father. Động từ to be của cô chia theo ngôi chủ ngữ là my father thì sẽ là is. Cao hơn thì sẽ là taller. Hơn là than. My mother. Vậy thì cả câu của cô sẽ có là my father is taller than my mother. Được chưa? Rồi thì bây giờ các bạn nhớ cho cô những điều mà chúng ta không thể được quên trong câu so sánh. Thứ nhất, đó là tính từ ở dạng so sánh hơn, nghĩa là tính từ có đuôi er. Thứ hai là từ than, bắt buộc phải có, không thể nào không có, được chưa? Khi mà mình muốn so sánh. Rồi vậy thì khi mà chúng ta không có đủ cho cô hai điều kiện này thì câu sẽ không phải là câu so sánh đâu, đúng không nào? Bây giờ người ta sẽ cho mình một cái bảng nhỏ nhỏ ở dưới về những tính từ và những tính từ ở dạng so sánh. Thì các bạn nhìn nhá, chúng ta có những tính từ sau đây. Tall thì sẽ thành taller than. Short, shorter than. Big, bigger than. Small, smaller than. Thin, thinner than. Được chưa nào? Đây các bạn thấy chưa? Tất cả những cái tính từ ở dạng so sánh này người ta đều cho mình là đuôi er và than. Vậy thì các bạn chú ý là không được quên cho cô nhá. Được chưa nào? Cấu trúc câu hôm nay của mình khá là ngắn nhưng mà các bạn phải chú ý có những cái điều rất là nhỏ thôi. Chúng mình phải chú ý nhá, được không? Chuyển qua pronunciation tip. Ở đây thì người ta cho mình một phần đó là phần trọng âm của từ và bây giờ các bạn sẽ cùng nghe này. Pronunciation tip. Most two-syllable adjectives stress the first syllable. Listen. Taller. Taller. Shorter. Shorter. Bigger. Bigger. Rồi, vậy thì bài ngày hôm nay trong phần trọng âm người ta cho mình bài gì? Các bạn nhìn vào phần đầu tiên này. Most two-syllable adjective stress the first syllable. Hầu hết những tính từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn nhìn vào phần ví dụ. Chúng ta có từ taller, hai âm tiết thứ nhất là tall, âm tiết thứ hai là ler, đúng không nào? Chúng ta trọng âm của mình sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên của cô thì sẽ là taller, đúng không? Từ nào có trọng âm thì mình đọc nhấn lên một chút, đúng không nào? Shorter, bigger, được chưa? Rồi thì các bạn nhớ nhá, trong tất cả những cái tính từ hầu hết những tính từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên. Thế nhá. Hầu hết. Rồi thì bây giờ chúng mình chuyển qua phần luyện tập cấu trúc câu. Nào. Listen. Phần này thì người ta đã cho mình 8 bức tranh. Ở 8 bức tranh này mỗi bức tranh sẽ có hai nhân vật. Việc của chúng ta thì sẽ là nhìn vào những cái đây, cái mũi tên này chỉ ai, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nhìn những đặc điểm của người ấy để so sánh lại với người kia. Đây người ta cũng gợi ý cho mình những cái từ mà mình nên dùng trong câu đây rồi. Thì mình có là ví dụ như câu đầu tiên thì là anh ấy cao hơn tôi, đúng không? À, những cái người mà không được chỉ mũi tên này vào thì các bạn mặc định thì sẽ là me nhá, được chưa nào? Thì chúng ta có câu đầu tiên là anh ấy gầy hơn tôi chẳng hạn, he's thinner than me. Cô ấy cao hơn tôi, she's taller than me. Anh ấy thấp hơn tôi, she's shorter than me. Anh ấy thì to hơn tôi, béo hơn tôi, he's bigger than me. Cô ấy thì lớn hơn tôi, she's bigger than me. Bạn này thì làm sao nhỉ? Bạn này thì nhỏ hơn tôi, đúng không? He's smaller than me. Anh ấy thì cao hơn tôi, đúng không nào? Cái bạn này cao hơn bạn này mà, đúng không? He's taller than me. Và cuối cùng bức tranh số 8 thì có là cậu ấy thì nhỏ hơn tôi, he's smaller than me. Được chưa? Rồi thì về nhà các bạn sẽ luyện tập lại từ câu 1 đến câu 8. Vừa nãy cô đã đọc mẫu cho các bạn một lần rồi. Thì phần luyện tập này cũng khá là ngắn, mỗi câu rất là ngắn thôi, đúng không nào? Vậy thì về nhà các bạn sẽ tự luyện tập ở nhà cho cô nhá. Cuối cùng thì mình có một trò chơi, đó là trò chơi đường đua ở trên bảng. Nào chúng ta cùng nhìn xem chơi như thế nào nào.
Với trò chơi này thì mình sẽ chơi theo đội lần lượt chạy và chỉ vào bức tranh đúng. Và sau đó nói cái bức tranh đấy trước những cái đội còn lại. Ví dụ chúng ta có hai bạn, mỗi đội cử một bạn lên chơi này, được chưa nào? Và khi mà chúng ta nghe thấy cô nói, ví dụ như chúng ta có hai con voi, đúng không? Cô nói là bigger, là con voi to hơn, đúng không nào? Vậy thì các bạn sẽ chạy đến bảng và các bạn chạm vào con voi nào to hơn. Và việc của chúng mình sau khi chạm vào đó là chúng mình sẽ nói cái câu so sánh với cái bức ảnh còn lại. Ví dụ cô có câu so sánh, con voi này thì to hơn tôi. À, an elephant is bigger than me, đúng không? Con voi này thì to hơn tôi, đúng không nào? Thế bây giờ ví dụ mà cô nói là taller thì chúng ta sẽ chỉ con voi nào taller, được chưa? Và chúng ta sẽ nói là an elephant is taller than me, đúng chưa nào? Rồi thì về nhà các bạn sẽ chơi trò chơi này ở lớp với cô, đúng không? Nhưng mà phần quan trọng của bài học ngày hôm nay là chúng ta sẽ chú ý vào phần luyện tập cấu trúc câu ở phần trước, được chưa nào? Để chúng ta luyện tập mẫu cấu trúc câu so sánh. Rồi thì bài này của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài sau nhé. Bye bye.